Xin kính chào các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu với các bác review là một mẫu nồi hiệu Na Tiên Na Na Mắt Ngọc. Na này là nó rất là nổi tiếng trong cái lúc thời điểm nó ra mắt, thì là nó là hàng cổ. Thì em cũng xin với công khai cái em này là em này sản xuất năm 2003, thì tính bây giờ là cũng 20 tuổi rồi đó. 20 tuổi đúng không? Đó, hai cực tầm đó đó. Thì mẫu này là nó ra là có cốc nước bù ẩm, màn hình LED nè, màn hình LED vàng luôn, là phiên bản đặc biệt chỉ duyên trong cái năm này nó sản xuất cái mẫu này thôi ha. Thì nó gọi là phiên bản giới hạn thì cái gì đó của hãng nè, thì cái này là cái mã số của nó. Thì em quay cận cảnh cho các bác xem hàng cổ nhưng mà còn rất là mới đẹp, trắng đẹp luôn. Nói chung để tìm được cái hàng cổ mà nó đẹp vậy thì nó còn khó hơn những cái hàng mà mới. Thì nhà một số bác mua hàng mà thích cái hàng cổ như thế nào, nếu mà cổ thì nó còn phải đẹp, còn phải chất lượng, thì cái đó là người ta sưu tầm. Bác mà lớn tuổi hay sưu tầm những mặt hàng như vậy. Thì em bán hàng cũng quay chi tiết các bác xem hàng, các bác chăm kỹ rồi chốt đơn cho dễ nha. Giá thì em bán công khai một giá, mình nhất trí thì inbox qua Zalo cho em để mình chốt đơn, chụp màn hình cái nồi mà các bác ưa thích. Thì em quay xong số nha các bác. Đây là 2003 nè, 2003, chuyển điện 100V, công suất là 1210W. Thì nồi này là nồi đồng cối đá hiệu Na Tiêu Nan nè, thì em bảo là xài 10 cái nồi khác mà cái nồi Na Ti này vẫn còn. Cái này là tình thiệt, em nói thiệt. Nên em bán là cái dòng Na này những cái bác lớn tuổi rất là thích. Những bác mà đã sử dụng, đã tin dùng rồi thì cái hiệu này là không bao giờ bỏ qua được. Mà cái hàng cổ thì chất lượng, nên cái nồi của hàng cổ nó rất là dày dặn. Đây thì vào trong, nếu mà cái hàng cổ mà cái gon cái đồ nó còn, các bác biết không, các bác ít xài, mà như là người ta, cái gia chủ trước của người Nhật bên đó đó là người ta không có xài nhiều, cho nên là nó còn rất là mới đẹp đó. Bao đẹp, bao xịn cho các bác luôn, cơm thì cực đỉnh, tuyệt đỉnh luôn, bao ngon, bao xịn sò. Thì cái phần gon đã xong rồi, tới phần lòng. Đây, lòng đẹp nha các bác. Thì đẹp, không bong chóc, chày xước, ảnh hưởng cho chống dính những cái vết mua cơm như vậy thì vẫn có nha. Thì em bán có sao nói vậy, các bác xem kỹ giúp em, mua hàng bãi các bác cũng chăm chế. Mình kiểu khó tính thì cũng mình chăm chế một đôi chút, vấn đề đó là phong bắt buộc không có thể bỏ qua được. Thì son đá vàng mạ đồng rất nhiều, giữ nhiệt rất tốt, cái son rất là dày luôn, nặng luôn. Đó, các bác xem rất là đẹp, thành thì nó bọc nguyên nóc này rất là dày nặng luôn này, nhìn cái kiểu mà nó hơi là kiểu như đô con vậy đó, nó hơi là kịch cộm cái mình vậy đó, rất là đẹp. Thì cốc nước này ngon lành sạch đẹp đúng không em, theo vệ sinh đồ ngon lành cho tới tay các bác. Thì công nghệ cao tầng IH, có cốc nước bù ẩm, nó sẽ bù ẩm cơm mình nó thơm ngon mềm dẻo. Thì không để các bác chờ lâu, em sẽ cấm điện và báo giá cho các bác luôn, để các bác mình không phải mất thời gian. Kính thưa các bác, em đã cấm điện này, về các bác bấm lúc này nấu cho em bình thường đó. Là 48 phút, màn hình LED vàng luôn, rất là đẹp. Nồi đồ cũng rất là ok nè. Các bác thấy không, cũng hơi còn rất là sạch đẹp luôn. Kiểu này em này là của đại gia Nhật, nhưng mà kiểu mua về rồi chơi thôi, chứ không có nhìn chơi thôi chứ không xài. Cho nên còn rất là đẹp, chức năng nấu nhanh luôn. Đây, bấm đây nó chớp chớp là nấu cơm trắng nhanh. Bấm cho nhanh thì cỡ khoảng 30 phút. Nhưng mà đặc biệt đối với những cái mẫu đời trước, hàng cổ, thì cơm nấu nhanh cũng cực kỳ ngon luôn nha các bác. Chứ không phải những dòng đời sau mà nấu nhanh nó không được chất lượng đâu. Thì nồi em đang bán đúng một giá là 1,8 triệu. Các bác mua sưu tầm hoặc là mình trải nghiệm cái hàng cổ thì cứ inbox liên hệ với em để nhận chốt đơn. Thì em đang bán giá 1,8 triệu, chuyển khoản đủ em bao ship, ship code cọc cho em 200, còn lại thanh toán bên giao hàng và tiền ship. Nhận hàng được kiểm tra trước mặt bưu cục. Đó, nhận hàng được kiểm tra trước mặt bưu cục luôn các bác, mà mình có bảo hành cho các bác là 3 tháng. Thì nhận hàng thì các bác cứ như hình như video vậy nè. Đó, thì đúng hàng, đúng mẫu các bác nhận dùm em ha, thì tiền cọc cũng trừ vào tiền hàng. Mong rằng các bác xem được video của em thì các bác đăng ký kênh ủng hộ và nhấn nút like, em chân thành cảm ơn các bác. Chân thành cảm ơn.